Đó. Bông này khá lớn nè anh chị các bạn. Vừa rồi chúng ta xem một vòng quang cảnh ở vườn mai của chú Sáu Mai ở Bình Dương anh chị. Và trước cái clip này là em có quay một cái clip chú Sáu Mai hướng dẫn để cách mà mình chăm mai trong Tết xả tàn như thế nào ha. Ở vườn phía ngoài thì mình thấy một số cây bông nó nhỏ, còn bên này thì cây này nó bông lại to, thì không hiểu cái lý do như thế nào anh chị. Mình sẽ lát em sẽ đi dạo một vòng vườn mai của chú Sáu Mai Bình Dương để mình tham quan xem những cái cây mai siêu bông và những cái giống mai khác trong cái ngày Tết mùng 2 hoa sẽ trổ ra như thế nào nha anh chị. Siêu bông Thủ Đức, hai cái giống đó là hai giống chủ lực ở vườn chú Sáu Mai ha. Ở đây một số cây thì nó trổ bông to, một số cây nó lại trổ bông nhỏ, ngộ không. Cây này là lớn nè anh chị ha. Cây bên này thì có cái lớn có cái nhỏ, nó ngộ người ta. Mấy cây này là mình mang về lâu chưa chú Sáu ơi? Bữa 30 á. Mang bữa 30 á. 30. Nay mấy ngày nè. Nay mùng 2. Nay mùng 2. Bữa 30 năm về rồi bữa trưa 30. Ủa vậy bữa là mấy cây này là mình cho ra bên công viên gia đình hết hả chú? Đúng rồi. Mấy cây này ra công viên gia đình hết. Mà cái giá rẻ quá không dám gì nó cho đã. Vậy năm nay tình hình mai vàng ở vườn mình cho thuê là ổn không chú? Thấy bữa này thấy cũng trống khá nhiều nha anh chị. 30% này. 30% ha. Đây một số cây đây là đi hết rồi nè anh chị. Còn phía vườn bên kia anh chị thấy trống quắt rất nhiều ha. Đó. Em thấy phải hơn 50 luôn chứ. Đây còn lại chút xíu à. Kiếm tốt chút đi. Đây. Đây là cái giống như bằng đột biến của Thủ Đức này nó khủng khiếp luôn. Nó trổ bữa mùng 1, mùng 2, 30 mùng 1 là nó khủng khiếp, hôm qua nó ghê lắm. Mà nó chỉ mới có mấy tháng là chưa đầy cỡ một năm trở lại thôi đó. Mà nó dễ sợ. Thủ Đức đột biến này hả chú? Ừ. Thủ Đức mà nó ra cũng nở chầm chầm vậy đó ta. Nó thưa mà dòm nó hải hùng luôn đó. Nó vô thằng Tứ Quý này nó hải hùng luôn á. Thấy không? Nó qua nó vượt thằng siêu bông luôn á. Ồ Thủ Đức mà nó cũng ra chầm 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 vậy nó vượt siêu bông luôn á. Thằng siêu bông này cũng dữ dằn lắm mà nếu nó muốn qua mặt luôn ha. Thằng đó siêu bông hả chứ? Siêu bông á. Siêu bông này nó không có chùm ha. Nó chùm ít. Chùm ít. Lát, này nó chỗ lát luôn nè, lát nè, suốt luôn, lát nè. Còn thằng này nó đi đóng không ghê lắm, nó đi đóng chùm anh chị, nè nó đi đóng thành chùm thành dây, nè mấy cái này nó mới nở này dễ chùm nè, mình chùm nè, cục không, mà nó tươi ghê không, không thua chưa không. Cái này là do như là ở mấy cái nút ở bên trong là chú không có làm nút ở trong bên trong phải không hay sao? Đâu có bấm hết chứ, đâu có đậu nè trống trơn nè, bấm bỏ hết. Ý là bên trong chú không cho nó ra bông, cho nó nguyên dây luôn tới bên trong luôn. Không, bên trong nguyên dây bên trong là mình đâu có ấy được, thiên nhiên nó là như vậy rồi. Thì bây giờ mình chỉ đưa ra về thôi chứ là nó bít cái cây, nếu mà nó già mùa nó cứ bít cây là thôi chứ. Là cái giống này nó ra từ ở giữa đây nó ra đó chú. Mình khống chế nó không cho ở trong á. Mình khống chế không cho nó ra ở trong hả? Không cho ở trong. Còn nếu mình muốn cho ra ở trong luôn sợ bông nó nhỏ hơn hay không sao phải nhỉ? Nó xấu cái cây nữa. Nó phải ra cái bông, ra bông, thân ra thân, nhánh ra nhánh, nó mới rất là đẹp. Nó phối hợp ba cái giờ mới rất đẹp. Còn mà nó sành nuôi vô là mình dòm cái thân cũng không ra cái thân. Cái nhánh cũng không ra cái nhánh nó không đẹp, nó phải ra rõ cái nét của nó mới đẹp.
Tức là mình khi mà ta nhìn vô cây thì người ta phải thấy được cái cả cái nhánh của nó nữa hả? Bởi vì cái gốc của nó giá trị là cái chỗ đó. Nếu mà mình cái gốc mà giờ nó đẹp mà mình làm mình để bua xùa hết ra tới trong thân rồi bông rồi mình giờ cái gốc nó không hay gì. Tức là bông mà mình làm vô trong thân cũng được nhưng mà mình không làm vậy đúng không? Không làm vậy. Thì nó sẽ phê sắc là phải bên ngoài chứ. Nó làm vậy thì nó sẽ nó bị không không thấy nhánh luôn. Bữa nay khu này mình ghép được bữa giờ mình ghép được bao lâu rồi chú? Cái đó 3 tháng rưỡi. 3 tháng rưỡi. Nay sẵn dạo quanh một vòng thăm vườn chú Sáu Mai mùng 2 Tết rồi mình xem những cây ở đây phát triển như thế nào và những cái mặt bông nở vào mùng 2 Tết như thế nào luôn nha anh chị. Nguyên dãy này đồng loạt hết luôn. Hai mấy bà tháng mà chưa tới. Đây là chắc là những cây tương lai cho năm sau. Đó, những cây tương lai năm sau mà che hết bộ đế rồi anh chị ha. Và ở vườn chú Sáu Mai đặc biệt là coi như là ra cái gốc nào khủng khủng là người ta là muốn giành hết cái cây này hôm bữa nè. Đó cây ghép bữa đó. Cây này hôm bữa ghép này bữa một mấy quên mất tiêu rồi. Không biết không nhớ bữa nào cũng qua được chứ giờ cũng không nhớ được. Cách đây chắc khoảng cỡ hơn 2 tuần đó anh chị. Nè. Cái thân của nó là cái bữa đó là hồng lên quay là không không có đóng cái thân thôi, nhà chú đóng cái thân nó lên trước rồi thấy không? Nè, đóng cái thân đó thấy không? Là đủ chi luôn á, coi như là đi đủ chi luôn. Hôm bữa khúc đó là không có đó. Không có, chỉ làm dưới đây thôi. Nè chú làm sao nè thấy không? Nè, lên rồi nè. Làm sao mà sao nó lên trước luôn hả? 2 ngày nữa là hấu vịt được rồi đó. Nó lên lẹ hơn cái bên này nữa nè. Lẹ hơn luôn á, thấy ghê không? Nó lên được khúc như đây anh chị. Thăm lại cái cây hôm bữa chú hướng dẫn ghép nè anh chị. Đó, cái đó. Đó vậy đó chùm cái này ra bông luôn nè. Này chú ghép siêu bông luôn hả? Siêu bông không, khu vực này siêu bông. Ôi siêu bông anh chị xem cái nhụy nó đang nở nè anh chị. Nè. Nhụy đang nở nè. Cái nhụy này nó hay bị tấm lại buổi trưa buổi chiều hay sao chứ? Không nói nếu mà trời không nắng gắt quá thì nó phải chiết lại miếng. Nhưng mà trời mát thì nó bông nó rất đẹp. Nhụy của nó nè anh chị ha, nhụy nó đang bung ra nè. Bên này cũng vậy nè. Nhụy của nó đang bung ra nè. Lát nữa mình coi những cái cây mà đang trổ nó như thế nào nha. Bên này thế này nè. Đó. Cái này qua đầu mưa dâm một cái là đẹp lắm. Mà năm sau là giờ bát ngán luôn. Còn những cây đây là năm nay mình thôi. Nó để mấy cây này nó còn non lắm. Mình đang để vườn á. À, những cái chậu đỏ là chú để vườn đúng không? Có cái cây này là lạ nhất nè, hồi nào giờ không biết trong anh em rồi này kia nó lạ chỗ nào thấy là lạ là có cái là cái gốc của nó là gốc mai vàng mà cái thân nó là thân thứ quý mình nhánh nhánh mai vàng nè có đọc gì ta nè gốc mai vàng thân thứ quý mà này ghép hồi xưa ta ghép thứ quý vô đây hả? Hồi nhỏ ta ghép là hầu bằng ngón tay út á mai vàng mà ghép thứ quý vô đây Trời, mình mua về là mình ghép mai vàng ở ngoài nữa nè. Cái thân tứ quý rồi thân đó tứ quý nó nè không nè gốc mai vàng nó nè không ta lạ độc lạ đó gốc mai vàng mà thân. Ghép gốc nhớt vô này giống như ghép nhớt cái này ghép tứ quý vô đây mày ghép cái này cũng mấy chục năm luôn mấy chục năm à đây chú để thử bàn tay vô đây nè quá trời cái gốc mai vàng nó khoảng 40 đó cái khúc này cho bạn cỡ ba mấy nè anh chị mấy rồi, cái gốc này, cái gốc rép của nó ba mấy luôn ghê hồn luôn bông năm nay là sao tại sao có cây thì nó nút nhỏ cây bông nhỏ cây bông lớn ví dụ cây bên này thì bông lớn nè nếu mà chúng nói là mình nói là anh em bà con là khỏi cần suy nghĩ nếu mà lặt lá là từ hầu mà cho mùng 10 cho đến rằm 17, 16
thời tiết nó đâu có tốt đâu, toàn là mưa với bão với u ám không, thì cái cây mai là dễ nhiễm nhất đó. Từ cái chỗ đó mà nó có cây thì nó mạnh, nó vượt qua được, có cây thì nó nhỏ, nhưng mà cái thể nó là nó bị lạnh quá, nó cũng bị nhỏ cái bông đó, nó đâu có đồng đều. Nếu mà như cái vườn mai này mà nó không có bị thời tiết đó, tuyệt đẹp luôn. À, vậy là do thời tiết là chính đó chỗ ha. Thời tiết chính, nó là phục lại thời tiết nhiều nhất. Cái cây mai này phục lại thời tiết nhiều nhất, nó phải nói là ghê lắm. Những chú làm những năm mà nó bị áp thấp nhiệt đới mà ngay cái thời điểm mà trổ bông nó 20 hai mấy rồi, ngay thời điểm đó tới kéo dài tới Tết đó, mà chỉ cần gió nồm mà lên đó, nắng lên, chỉ cần gió nồm lên trong vòng 2 ngày thôi là nó nở hết, ghê chưa? Ờ, nó khủng khiếp, nó giống như ma luôn đó. Nên nó nuôi lại thời tiết nhiều lắm. Mấy bông này tầm khoảng hơn 7 phân anh chị ha. Đó, hơn 7 phân. Đây là cái cây đó. Cây mai tơ mới có 5 tháng. Cái này mà ghép ra từ nhiều ép quá, có khi nào cái bông nó nhỏ lại không chú? Không, nếu mà nó đúng thần điểm, thời tiết nó tốt đàng hoàng, nó bông của nó nhiều lắm. Sao em thấy một số cây mà ở hôm bữa em có thăm một cái cây mai siêu bông Vin ở Long An á, mà cái cây mà nó sao mà bông nó tới 8 phần 8 phần rưỡi lần. Nó mà nếu mà đó như cây cỡ như cái cây mà nó gốc của nó là như vậy, nếu mà hận cái gốc mai vàng của nó vậy, mà nếu mà nó hận thời tiết thì nó bông nó lớn lắm, mà nhưng mà thời tiết mà nó gặp lạnh ôi nước gì là nó còn có chút chéo luôn á. À, ghê lắm. Như cây này nè, bông cái này cũng siêu bông hả chú? Siêu bông. Chú có thứ nữa không? Đây nè, đây vô ra qua mấy cái bông này mới ghê nè. Nó siêu bông rồi, nó trổ nếu mà nó. Thằng này cũng siêu bông luôn. Siêu bông nè, nếu mà nó. Ủa, siêu bông này sao nó thành còn rất là tơ luôn. Sao nó, siêu bông này nó nguyên cục không ta? Thì sao? Nó nguyên cục, nếu mà nó sao cây ngoài kia nó không nguyên cục vậy? Nó khưa mà nó nút nó đi đều là nó lấp hết luôn. Hiểu không? À, đã mình bị thời tiết là nó nở cái kiểu mà khưa đó, là nó kiểu đó, như đúng thằng siêu bông nó nở là đúng là của nó là như vậy. À, đó. Nó cũng nở dây luôn nè. À, nó dây vậy luôn. Này nó ảnh hưởng có nhánh này không? Có nhánh tự nhiên nó nhỏ lại luôn nè, thấy không? À, đây nè, đây nè. Cái nhánh này nhỏ xíu à, bông nhỏ xíu bị giật nè. Mày hỏi dễ hết cũng hơi khó cái này. Đó chung một thân cái của nó, tại sao thằng này tự nhiên nó nhỏ? Ừ. À, có nhiều cái không hiểu nổi luôn á. Cây thằng này nó là to anh chị nè. Ừ. Đó, này là to nè. Đó, thằng này nhỏ xíu à. Mà nhiều khi ngộ ngộ nghỉnh không? Nếu mà như vậy á, ngày mai mốt á nó hết rồi mà cái bông này nó nở á, mà nó khô cái chậu ráo là bắt đầu bự trở lại. Cây vậy ta. Nè anh chị, cái nhánh khác cũng cùng trên thân của nó nè. Bông bự nè. Bông bự nè. Nó thằng kia nè, thằng này là yếu sinh lý. À, thằng này mà yếu sinh lý. Nè cái bông thưa đó nè. Cái cây mai này nó yếu chứ không phải là nó mạnh. Đó vậy vô chú hai chậu giữa chừng lên tháng 10 á. À, nó yếu nhưng mà nó thưa, cái thằng này nó thưa bông nó hậu cái chậu này nó bị ôi á. Bị ba cái tro nó ôi á, mà khi mà nó khưa nhưng mà nó vẫn giữ y nguyên là cái sắc bông của nó, thấy không? Nó khưa nút lắm á, mà nó giữ cái sắc bông của nó vẫn bự như thường, nó không có bao nhiêu nút hết trơn mà vẫn bự như thường, không? Ít bông mà nó lại đều nút hơn, đều nút lắm. Này lại cái tơ này. Cây này từ từ chú. Đi từ từ thôi. À, cây này giống cây tẩy bữa ta. Ủa cây tẩy bữa đâu rồi chú sao mang? Đem đi là đem cho người ta mướn. Cái cây này á là nó trổ hôm tháng 11 hết rồi. Nó tơ quá, nó trổ nó đỡ lọc lá. Cái này cái dáng nó cũng giống, nó thua xíu ha. Đúng rồi. Vậy là cây tỷ là có chủ nhân thôi hả chú? Nè, như cái cây này nó chỉ có mấy cọng không, dòm nút là đếm được đó, nhưng mà khi mà nó trổ ra không thể tưởng tượng được luôn. Rồi,
nó nguyên cục luôn nè. Đó, những cái đầu này nó chỉ có là 3-4 nút chứ không mà nó trổ không thể nào chấp nhận được, nó trổ luôn phải không? Nó không còn được. Ghê không nè. Mấy nút cái gì? Thấy không? Này có 3 nút đầu nè. Nó trổ quăng luôn á, nó quăng luôn á. Nó cũng khá đều rồi. Nguyên dây luôn anh chị ơi. Cái nở dây luôn à. Thằng này thân lớn nha. Góc này phải cỡ 60 vậy. À, mình xem thử mấy cây bên này thì nó thưa hơn mà nó bông nó to à. Không đều nè. 7 phân anh chạy nè. Nó đã vàng rồi đó. Vàng hết rồi đó mà tới bây giờ nó vẫn còn cục 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 luôn hiên. Đồng mình lại đó coi. Đó, tiếp lắm. Đây vườn của chú Sáu Mai em thấy đi hết tầm khoảng 70-80% luôn rồi, gì nữa đâu mà 30% nè. Đó là nó đi Hà Nội bữa 25 mà còn để lại mà tới giờ này nó vẫn khủng khiếp không. À, đi Hà Nội bữa mình bỏ lên bỏ lên đó. Nhưng mà bây giờ mấy cây này là nhỏ bông rồi chú. Đúng rồi, nó trổ được hai bông là nhỏ là nếu mà đem vô nhà thì nó không nhỏ, mà đem ngoài nắng chịu rồi. Nguyên đây là đi hết rồi nè anh chị. Đó, đi hết rồi. Bên này đi hết luôn. Đó, nguyên vàng bên này là đi hết luôn. Đi hết ha. Em thấy đi hết chắc cỡ 70-80% vườn luôn rồi. Nó nhả hết một mớ rồi đó nha. Mà cái nút của nó là còn là thấy ghê không? Có mười mấy bông mà làm sao chịu nổi. Khiếp. Cái này giống mới một mùa hả chú? Mới có mấy tháng hả? À. Mới mấy tháng à? 6-7 tháng rồi. Rắn ngủng. Chỉ là bây giờ mà ghép là coi như năm năm sau cũng có thể chơi được rồi đó. Nhưng mà không biết anh em chăm sóc làm sao chứ còn tôi thì chơi tốt. Mấy cái cây bông nhỏ này mình có cách nào mình khắc phục được không chú Sáu Mai? Bông nhỏ này rất có nhiều lý do đó. Nó ảnh hưởng thời tiết, nó bị nhiễm lạnh rồi á, là nhiều khi nó trổ ra là bông nó nhỏ. À. Mà có cây thì nó không nhỏ mà nó bự. Hai cây này cũng đồng giống nhưng mà mỗi cây nào chứ? Cây đó. Đâu cây nào? Cây này. Cây đó. Này với cây nào? Cây này nè, với cây đó nó cũng một thứ giống. Cây nhưng mà mỗi một thằng cây bay nữa hả? À, ghép cùng lúc á. Ừ, thằng này hổng nó bự bông lắm. Hôm nay cái nó giật nhỏ nè. Cái nắng hôm kia hôm qua vậy nó làm cho thằng này điếc. Thằng kia bị nám hết mặt luôn phải không? Hôm qua có trận mưa, không biết ở dưới đây có không chú? Này rắc rắc thôi đó. Nó thời tiết nó như vậy là thằng Mai nó không có chịu đâu. Mà đó mưa cái hướng bên Bình Tân đồ nhiều, bên Trắng dữ lắm. Thành phố vậy cũng có mưa mà. Đó, cái cây này cách đây 3 ngày nó bự lắm. Rồi đó cái lớp tàn này nè. Mà hôm nay tự nhiên cái nắng hôm kia hôm qua chứ nó nhỏ lại. Ở bên chỗ vườn anh Phương á, Phương Bình á, chỗ một số cây mà để ra ngoài đường á, là bị giật nhỏ lại hết luôn. Đúng, nắng quá nó chịu nổi, nó cao độ quá nó chịu nổi. Nếu đúng cây mai vừa búp là nếu mà bà con xài mấy mốt mua mai là 30% là đem vô nhà là tốt nhất, ok nhất. Đẹp, không phải tưởng tượng. À vậy ha. Ừ. Nó đạo khoảng 30% đem vô nhà là ok. Nó hạ nhiệt rồi là nó cũng không có bao giờ nó giật. À. Chứ được lắm. Rồi nay năm mới chúc chú Sáu một năm mới sức khỏe. Rồi. À. Chăm sóc mai ngày càng có được nhiều cái tác phẩm đẹp hơn nữa nha. Rồi, à. Chúc cho bà con với anh em nào có làm trong nghề mai này càng ngày càng phát triển. Với bà con chơi thì mình phải tham khảo qua mấy những người đã làm mai. Đó,
phiên bà con là chơi đừng có mua mà nó đỡ tài lè, cái nữa 30% đem vô nhà là cây mai là ok nhất, dù cho mây đất mây gì cũng vậy, mà để hoài nhiều khi bị nắng thời tiết giờ nó phải như ngày xưa nữa, không có giữ độ, bữa nó bở nó lên tới 40 độ luôn là đâu có chịu nổi, lại giật bông là thành bông nhỏ nhỏ liền, giật ghê lắm. Rồi bữa nay em cũng tạm kết thúc clip ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở những cái clip sau. Chúc anh chị các bạn một cái năm mới vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc và an khang thịnh vượng nha. Chào chú Sáu Mai luôn nha. Rồi, chào bà con anh em, cô bác hết.